Có rất là nhiều cô bác anh chị hỏi bác sĩ Dung về vấn đề đó là trào ngược dạ dày thực quản. Thế thì cái vấn đề này thì bác sĩ Dung thấy là nhiều người gặp phải quá. Thực ra là cái cơn đau dạ dày ấy thì chúng ta thấy rằng là người Việt Nam của chúng ta bị nhiều lắm. Nói điều này thật ra là ai trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta là người Việt Nam thì hầu như là cũng dễ gặp một cơn đau dạ dày. Bản thân bác sĩ Dung cũng phải hai ba cơn rồi, hai ba cơn là đau cấp ấy. Và có một lần là mình thi tốt nghiệp hay làm gì đó nhưng mà bị căng thẳng đến mức mà đau dạ dày và sụt cân khoảng đâu đấy 3 cân trong vòng của 2 tuần thôi cả nhà. Đó. Thế thì những cái căng thẳng, những yếu tố stress, những cái chế độ ăn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dạ dày của chúng ta. Thì trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ cô bác anh chị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với bác sĩ Dung về cái trào ngược dạ dày thực quản. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu nó là gì này. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu ra cái biểu hiện của nó, rồi là các cái nguyên nhân gây ra nó, và cuối cùng là cái chế độ ăn và những cái người mà bị trào ngược dạ dày thực quản thì chúng ta nên ăn gì. Thì đầu tiên cùng tìm hiểu là có rất là nhiều bạn chúng ta không hiểu như thế nào thì được gọi là trào ngược dạ dày thực quản. Thế thì là cái hiện tượng mà trào ngược axit của dạ dày, tức là bình thường dạ dày của chúng ta nó ở đây. À, nó là một cái bao, dạ dày của chúng ta nó là cái bao, thì nó có một cái đường ống từ miệng xuống đến vùng dạ dày thì người ta gọi là thực quản, và cái dịch dạ axit nó trào ngược lên thì người ta gọi là trào ngược dạ dày thực quản. Thì tức là cái dịch axit ấy bình thường nó chỉ ở trong dạ dày thôi nhưng mà nó lại bị trào lên và nó khiến cho là cái thực quản của chúng ta bị viêm đấy. Thế thì nhiều bạn là nội soi chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh là dạ dày bị viêm này. À, thực quản cũng có thể bị viêm này. Đó, thì nó có thể gây ra một vài các biến chứng, thì từ tí nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cái biến chứng mà cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản nó bị lâu rồi ấy thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng đó. Rồi, cái biểu hiện của nó là gì? Cái biểu hiện hay gặp nhất là cái triệu chứng ọ hơi. Đấy, kiểu như thế. Tức là cái người trào ngược ấy, lúc nào họ cũng trực nó cũng bị đầy hơi ọ lên. Ọ hơi lúc đặc biệt là lúc đói thường xuyên. Đây là một cái triệu chứng mà nghĩ nhiều đến đến bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Và nếu như bạn đang gặp phải triệu chứng này thì có khả năng bạn đang ở trong cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Thứ hai nữa là ợ nóng, bởi vì cái dịch mà chúng ta ợ lên nó mang theo cái axit nên là nhiều khi cảm giác như nóng rát tức đằng sau sự ức. Và trong một số trường hợp nha, chúng ta bị như vậy và rất là nhiều người nghĩ là bệnh tim nhưng mà thật ra là bản chất là cái dịch axit nó trào ngược lên đó. Rồi Duy Thảo hay bị trào ngược, lúc nào nặng nhất là bị đau ngực không thở được, thấy chưa? Đấy, có nhiều người là nó nóng cái dịch axit lên và nó khiến cho chúng ta cảm thấy như kiểu là đau tức ngực ấy. Nhưng đó là cái tình trạng nóng rát đằng sau xương ức. Và hiện tượng ợ chua nữa, đặc biệt là vào buổi sáng, một số bạn là chúng ta sẽ thấy cảm thấy chua lòm ở cổ họng ấy. Buổi sáng sau khi đánh răng, khi đánh răng ấy thì chúng ta sẽ cảm thấy là cảm thấy miệng nó bị chua, miệng nó bị đắng ấy. Thì đấy cũng là một cái triệu chứng nói lên cái việc trào ngược. Rồi, các triệu chứng ợ nó có thể tăng lên khi mà chúng ta ăn no. Tức là khi mà chúng ta ăn no cái dịch dạ axit nó tiết ra nhiều. Thế thì nó sẽ gây ra chúng ta cái tình trạng ợ nó sẽ tăng lên và cái hơi nó sinh ra. Rồi là khi chúng ta đang cúi gập người về phía trước hoặc đặc biệt là cái lúc ngủ về ban đêm mọi người ạ. Nên là cái người trào ngược ấy họ ngủ không có được ngon. Họ ngủ không có được ngon giấc bởi vì cái tình trạng ợ của họ lại hay diễn ra vào ban đêm. Đấy. Thế thì một cái tình trạng là cái triệu chứng ợ hơi, ợ nóng, ợ chua là cái triệu chứng hay gặp nhất trong bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Đó, bởi vì cái dịch nó trào ngược lên trên mà. Tiếp theo là khi mà chúng ta xuất hiện ợ như thế thì cái triệu chứng thứ hai đó là triệu chứng về buồn nôn. Triệu chứng này nó sẽ xuất hiện khi mà nó kèm theo cái ợ hơi đấy, ví dụ hoặc là chúng ta ợ nhiều quá chúng ta cũng buồn nôn, hoặc là sau khi mà các bạn ăn quá no, hoặc là ngay sau ăn các bạn nằm. Thì một cái mẹo dành cho các bạn mà bị trào ngược dạ dày thực quản là ngay sau khi ăn chúng ta đừng có nằm, và kể cả người mà chúng ta khỏe mạnh bình thường thì chúng ta ăn xong chúng ta cũng không nên nằm, vì ăn xong mà nằm luôn chúng ta không thể tiêu hao được bớt cái năng lượng dư thừa mà chúng ta vừa hấp thu vào cái đồ ăn, mà nó dễ sinh ra là tăng cân, thừa cân và béo bụng. Đặc biệt là cô bác anh chị nào chúng ta đang có vấn đề về cái bụng béo bụng ấy, thì cái việc mà chúng ta ăn xong rồi chúng ta nằm luôn thì nó rất là đáng ngại. Đặc biệt là đối với những người mà bị trào ngược dạ dày. Thế thì khi mà chúng ta ăn xong chúng ta nằm luôn, cái dịch nó sẽ dễ dàng bị trào ngược lên và khiến cho chúng ta gây nôn. Đó. Rồi là
trong những cái trường hợp ấy, bình thường những cái trường hợp mà ốm nghén say tàu xe thì chúng ta cũng cũng hay bị nôn đúng không? Nhưng đối với người trào ngược thì cái nôn nó xảy ra dễ dàng hơn, bởi vì lúc nào nó cũng trực trực cái hơi để có thể nôn ra. Một số người ấy thì đấy, như bác sĩ Dung có vừa chia sẻ là cái trào ngược, cái dịch nóng lên thì cảm thấy đau tức ngực. Rất là nhiều trường hợp bị chẩn đoán phân biệt với lại bị đau cơn đau thắt ngực rồi ấy. Nào là có một vài trường hợp còn cho xét nghiệm đầy đủ các men tim rồi điện tâm đồ rồi các thứ, xong rồi thấy bình thường, thế hóa ra quay trở lại là lại nghĩ về trào ngược dạ dày thực quản. Và một số triệu chứng khác là cái hơi ấy, vẫn là do cái hơi thôi, cái nguyên nhân chính nó vẫn là do dịch axit và cái hơi nó trào ngược lên. Thì cái hơi nó trào ngược nhiều quá thì một số trường hợp còn khó nuốt cơ. Khi mà cái dịch axit dạ dày trào ngược lên với tần suất lớn, điều này nó có thể gây viêm tấy phù nề cái niêm mạc thực quản, và bệnh nhân sẽ cảm giác là đặc biệt là nó trào ngược lên cái vùng họng, gây ra viêm họng, khàn họng và ho. Đấy, thì đây cũng là một triệu chứng rất là hay gặp. Nhiều người ho kéo dài nhưng mà cứ điều trị thuốc không có hiệu quả, và lúc này thì sau khi mà điều trị cái ổn định cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì bệnh nhân lại hết ho. Đấy, thế thì đầu tiên là nếu mà chúng ta ho kéo dài mà không rõ nguyên nhân thì lúc này chúng ta cũng cần phải xem lại là xem cái nguyên nhân gây ra ho của chúng ta là cái gì. Nguyên nhân có thể là do trào ngược dịch dạ dày và nó làm khàn giọng, nó làm tổn thương dây thanh âm, nó làm tổn thương cái họng của chúng ta, gây khàn giọng và ho. Và một số triệu chứng khác đó là khó nuốt, nuốt nghẹn và cảm thấy lúc nào nó cũng vướng ở cổ. Nhiều bạn hỏi là có phải là do cái nhân tuyến giáp không? Nhưng nhân tuyến giáp nó phải thật sự lớn, nó trở thành những cái u tuyến giáp này mới có đủ khả năng chèn ép vào cái vùng cổ này của các bạn. Còn cái nhân của các bạn nó bé tí bé teo ra thì nó không thể nào gây ra cái triệu chứng này được. Và có thể là do cái triệu chứng trào ngược của các bạn đó. Rồi là một số cô bác anh chị chúng ta sẽ gặp phải cái đó là chúng ta tăng tiết nước bọt, lúc nào cũng cảm thấy là đầy nước bọt ở trong miệng ấy, và miệng chúng ta tiết tiết nước bọt nhiều hơn, đặc biệt là sau khi mà chúng ta bị ợ chua. Khi mà dịch trào ngược như vậy và nó kèm theo cái dịch mật đấy các bạn, bình thường ấy là dịch ở trong cái đường mật của chúng ta, trong các hệ thống đường mật bao gồm túi mật và các ống mật chính ở trong gan, ống mật phụ ở trong gan, thì nó sẽ theo một cái đường đi để nó đẩy vào cái khúc hai tá tràng để tiêu hóa thức ăn. Thế nhưng mà lúc này khi mà chúng ta bị trào ngược thì nó bị đẩy ngược lên trên và khiến cho chúng ta cảm giác như đắng miệng. Thì đây là một cái biểu hiện là trào ngược dịch mật lên trên và khiến chúng ta đắng miệng. Và khi xuất hiện thêm cái triệu chứng đắng miệng thì người bệnh sẽ dễ bị chán ăn này, sụt cân này, thiếu máu này, bởi vì cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó không hấp thu được, dẫn đến là một số người bị trào ngược dạ dày lâu ngày kéo dài, thậm chí là họ còn xuất hiện thêm cái triệu chứng thiếu máu nữa.